giải thứ 8 giải đua nữ. Bài vừa xong về lúc và đang hướng về hạ lưu. Hiện tại nó có 4 xe thì tạm thời lên phía trước. Chưa biết xe nào lực phá để mới đi đâu. Thank you.
Chúc anh nhau. Ở khu vực về Hà Lưu, chưa biết thế nào lên được đâu. Và đằng sau cũng có hai nhé, cùng cung lùng nhé. Và sau cho nhau là một cung mắm nhé. Chưa biết thế nào sẽ hướng lên được đâu.
khu vực hiện thực sáng nay và đang dẫn đầu trên đường đua hiện tại là ghe của xóm Tân Lập. Đề nghị bà con xóm Tân Lập hai cầu vượt thật vượt cùng cho đội đua của xóm Lập. Và tiếp theo ghe của Tân Lập là ghe của xóm Lập đã ghi vị trí thứ hai trên đường đua. Ở vị trí thứ ba là ghe Thành Đoài và ghe Thành Đông đang chốt ngày mai ở vị trí thứ năm. Chúc mừng và nhân kỷ niệm vị trí thứ ba trên đường đua. Đúng rồi, của cô ta về tên đã hấp dẫn. Cái này là cái tên của mình đó. Đội thắng lên, tăng lên, kế đúng rồi, đang có một con nữa, duy ở phía dài tay lên báo con, chào ta. Tên đường đua là nghe của xóm Tân Lập. Để cho khai bao nhiêu, rồi một tay một tay. Tân Lập cố lên, xóm Lập cố lên, xóm Lập cố lên. Sau lực nghe của xóm Tân Lập. Thank you.
Tân Lập đang luồn về Thượng Lưu. Và sau khi luồn xong về Thượng Lưu, kê người bộ phần tâm tống, vô tống. Kê người bộ phần tâm tống, vô tống. Như vậy là sẽ Tân Lập đang luồn xong về Thượng Lưu. Đang luồn về trung tâm, để người về vào phần này, để xuất phá bằng nữa. Tất cả quý vị đại biểu, tổ trọng tài, các đội trưởng quân đội này dây lưu hết. Dây lưu, các ngôi này, một lớn nữa. Dây lưu, dây lưu. Giải thứ 8, ghé Tân Lập